Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Hoya Family Cuộc Sống Mỹ. Thì hôm nay hai vợ chồng với lại Chay đang đi ăn buffet mọi người. Cũng lâu lắm rồi chưa đi ăn buffet. Buffet là hình như là một tháng phải đi ăn lần hay sao không ăn là nhớ. Con nói gì buffet? Đúng rồi, Chay đi ăn buffet không? Thì con nói dạ đi. Trời ơi, thì thôi xin mời tất cả mọi người cùng theo chân gia đình Ngọc đi ăn buffet nha. Cũng ăn cái quán cũ luôn các bạn. Michigan thì có một cái quán đó là Ngọc thấy là không phải Michigan mà gọi là cái khu Ngọc ở là Ngọc thấy chỉ có một cái quán đó là nó được được chút thôi. Con nói đi buffet. Buffet. Yeah, con nói cô chú ơi. Chú ba. Ba mẹ đâu? Mẹ. Mẹ đâu? Chỉ mẹ coi. Mẹ. Chay đâu? Mẹ. Đúng rồi, ba đâu? Ba lái xe. Đúng rồi, con đếm từ 1 tới 10 cho cô chú coi coi. 1 tự nhiên hôm nay là vô đây thấy cái anh này đứng làm sushi luôn nè mọi người. Wow. Nó làm cái này phải công phu nghệ thuật lắm chứ đâu phải giỡn đâu. Mũi dao phải đi đúng đường đúng nét. Đó. Wow, nguyên một con cá hồi luôn nè. Đây các bạn, sushi nè. Ngọc tính đi mua sushi về ăn nhưng mà nghĩ lại đang buffet có nhiều sushi hơn, với lại nhiều lựa chọn hơn. Mấy đứa nít này đi lại gấp đồ ăn, nó nói hả, tôi yêu thích chỗ này. Nếu mà cái thằng này nó nói là đúng rồi, chỗ này là ngon nhất. Các bạn, những món đồ ăn cũng là những món đồ ăn một đã từng được ăn. Wow, chú wow. Đây nè cô chú ơi, Chay đồ ăn có nè, Chay ăn đi con. Chay ăn của con đi con. Yeah, it's yours. Noodles. Nasty. Cái gì? Cái bậy không à? Cái đó thì nasty. À, hai đi. Ngọc rồi các bạn. Ngọc mua, Ngọc lấy sushi nè, lấy gà nè, lấy đậu que, lấy nấm. Xong rồi bên đây là dĩa cua. Rồi có thêm vài cục thịt gà với lại rau xào. Còn bên đây là dĩa crawfish nè mọi người. Đó, Ngọc bây giờ xương xương vậy thôi. Hai lấy xương xương vậy thôi. Giờ xin mời tất cả mọi người nha. Bữa nay Ngọc sẽ không ăn crawfish trước mà Ngọc sẽ ăn sushi trước. Tại vì Ngọc thèm sushi. Nên là Ngọc sẽ ăn sushi trước. Sushi, cái mà Ngọc ăn đầu tiên là Ngọc nghĩ Ngọc sẽ ăn cái này quá. Đây là cái miếng mà cơm chung với lại cái gì đó, mực này các bạn, mực sống. Đây Ngọc ăn thử rồi sao nào, dù chưa ăn đây bao giờ. Giòn giòn dai dai, cảm giác vô miệng không có sợ các bạn. Đây là miếng sushi mà có lương ở trên, lương mà được nướng rồi đó. Hả? Không có tôi bảo là không có tôi là tôi. Thơm mùi của cái sốt kì ra kì. Sao nay ở đây không cho đũa ta? Không có đũa luôn á. Không lẽ ăn sushi mà lấy cái nĩa này sắn luôn. Còn đây là cái con mà con sò đỏ mọi người. Ừ.
Uống hả? Ừ, sao chú nó chưa đem nước cho mình nữa, mình cần nước. Hát con hai để mẹ kêu cô đem nước ra uống nha. Uống. Cô nó đem nước ra uống liền. Nó nhìn qua bên kia nó thấy người ta bán nước á, kêu uống. Wow. Wow. Đây cũng là miếng lương nè. Cái sốt thì gia kia nó ngọt ngọt mặn mặn á, dễ ăn. Thịt đương mềm mại, mềm. Ngồi xuống đây con, đi. Càng khô răng muối. Can we have some drink, please? Yes. Two water and a coke. Two water and a coke? Yes. Okay. We'll need to... Are you done with the drink menu? Yeah. Okay. Two water and a coke, correct? Yes, please. Oh, this is really good, huh? Mmm. I got a drink now. Yeah. Sit down. Yeah. There's cheese in here. Remember? Jesus. Yeah. Ngon. Ngon ngon ngon. Bữa nay sẽ ăn từ từ. Gì để đây con. Bữa nay là có thời gian. Sit down, please. Nấm, Ngọc thích nấm ở đây làm không có mùi. Không, ăn nấm thì không biết đó là nấm luôn. Nó. So silly. Wow. Okay. Thank you. Cô chú biết sao nó đứng không? Còn nó ngồi cái ghế lùng của nó phải đứng. Nó phải đứng nó mới ăn lại mẹ với ba. Oh, I got to ask her for a crack. Oh, it's already cracked. Thích ăn mấy cái này luôn. See what else we got. We got some shrimp. Artificial. Tiếp tục thêm một nguyên miếng sushi nữa các bạn. Béo của mayonnaise. Giòn. Rồi có gì chấm nữa không biết nữa. Oh, the small thing is not worth it. The crap. Oh, look. Yeah. See how red it is? Yeah, that's it.
the auto small thing is not worth it. Crack, yeah. Bây giờ mình sẽ ăn cái dĩa raw fish này nha các bạn. Con raw fish này bữa nay rất là bự luôn, để con hôm nay có mặn không hay vừa ăn ha. Vừa ăn không mặn. Chay lại nhà Ngọc cho ăn rồi. Vô đây là chỉ là sơ chút thôi. Cái con bự cái mình ăn ngon vậy sợ đúng không? Burning, stinking. Chị con nó không lấy của mẹ mà không phải nó. Wow. Fish bữa nay ngon. Đây nè các bạn, cái dĩa tiếp theo của Ngọc nè. Hào sống. Với lại bên đây là nghêu xào tương. Với lại một cái bánh này Ngọc không biết gọi bánh gì, nhưng mà ăn ở ngoài nó giòn, ở trong thì nó ngọt, nó có cái nhưng giống như nhưng khoai môn vậy đó. Còn đây là xôi mà nấu với lại cua, nước cua hay sao, rất là ngọt, rất là ngon luôn. Rồi bây giờ biết ăn gì trước đây ta? Ăn gì cho hợp đây ta? Chắc bây giờ ăn hào trước quá hả? Lâu quá rồi không ăn hào sặc nữa. Lâu không ta? Lâu không ta? Không, không mới, cũng mới, cũng mới, cũng mấy tuần, 4-5 tuần, 5-6-7 tuần rồi chưa ăn hào sống. Hào sống đơn giản thôi các bạn, chỉ cần nặng một lát chanh vô. À, xin mời tất cả mọi người nha. Đúng là mỗi loại hào có một vị khác nhau. Mình cảm nhận được cái vị tươi của hào. Ăn đi con. Ồ, ngon không? Ngon không? Ăn đây. Good job, JD. Wow, rau câu đó con. Con nói đi, rau câu. Wow. Oh wow. Thôi cùng
chưa thấy ăn chưa? Bây giờ Ngọc sẽ ăn nghêu xào tương. Cái nước sốt này nó ngon không ta? Hơi mặn mặn, có mùi của dầu mè, ối dầu mè dầu hào. Con nêu rất là bự. Giờ tới xôi nè. Có ai nghĩ mà đi ra đời vô buffet ăn xôi không? Rất là ngon. Con này nè, Ngọc hôm nay quăng vô đây Ngọc ăn còn mấy món no không? Mà không biết vì sao tự nhiên bữa nay á, mỗi lần vô buffet á, nó sẽ nằm ở cái hướng ăn đồ ăn khác nhau. Cho nên tự biết sao tự nhiên hôm nay thích ăn mấy món. You have some pineapple? Pineapple? Ooh, try. Ngon không? Ngọt, dai, giòn, thơm mùi của mè, ngon luôn á. She gave a taste of that and she went back for it. Good, right? Mua chú thấy cây mua chú. Cây. Cây chưa đầy hai nồi bánh chưng. Nhưng mà đồ gì chay được thử nhiều đồ lắm luôn hả cô chú? Đúng rồi, chùi tay đi con. Ủa chùi tay rồi có vụ chùi lên áo lại hả? Sạch dữ trời. Chú Nana, Nana. Nana. Và Nana. Đây đây đây, mẹ con ăn không mẹ cho. Thả miệng ra. Rồi cho mẹ ăn miếng, my turn, it's my turn. Cho mẹ nha. Ok, tới con, hả miệng ra. Giỏi quá. Đây là cái món mà Ngọc yêu thích nhất nè, vậy chắc cũng chay luôn. Ok, để mẹ cho, hả miệng ra. Mẹ một miếng, con một miếng nha. Ngon quá. Nữa. Anh lấy cái bánh chocolate nè. Với lại cái này là Quỳnh Thánh mà ở trong có phô mai á. Wow, it's so good. Good choice. Huh? Good point. Now we go to the market, right? Yeah. Hả mẹ đi. Cúi đầu đàng hoàng, đúng rồi. Mẹ ơi. Ơi. Cho con. Bánh. Mẹ. Ơi. Khoanh tay lại à mẹ coi, khoanh tay lại à mẹ, khoanh tay lại. Ok. À mẹ đi. Rồi. Thank you. Thì đây là mọi người ơi, cái video ăn buffet của gia đình tới đây là hết rồi. Thì xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem cái video clip ngày hôm nay. Hy vọng là mọi người thích cái video clip này và sẽ tiếp tục ủng hộ cho kênh Royal Family của Mỹ. Đó. Chay mới mua được cái đó khoái quá chơi đó cô chú. Đây, cái này là cô chú biết gì không? Củ cà rốt. JD, what color is this? Orange, what color is this? Green.
Đúng rồi, đó, nó nói màu cam với lại màu xanh đó cô chú, chay nay biết màu vậy lắm rồi. Thôi, chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ và sẽ hẹn gặp lại mọi người vào video clip tiếp theo. Cậu nói sao? Bye bye. Thổi bong bóng đó, vậy là thổi bong bóng.